Đây, đi mua phát điện Catte thương hiệu nổi tiếng Italia, đây của Ý đó. Đây lại có mặt nữa nè, mới trong thùng nha. Đây là thương hiệu Catte, thương hiệu nổi tiếng của Italia hay là của Ý đó. Sản phẩm này được bảo hành cho bà con là 3 tháng. Đây, trong mùng luôn, Catte, thương hiệu nổi tiếng của Italia. Đây, coi thông số nó nha. 0.3 kPa, 220V, 13.6A, 50 Hz, số dòng là 3.000. Đây, thương hiệu nổi tiếng của Italia nữa ha, Italia. Có điện sẽ có sạc bình 12V luôn nha. Đây, hai cọng sạc bình đó. Có đồng hồ bà con xài luôn nè, bà con canh đồng hồ là khỏi mua chế gì cực nè. Bà con có game điện trong tay xài thôi. 3.000 dòng. Đây, thương hiệu nổi tiếng của Italia của Ý á. Catte. Đây là sách hướng dẫn nè. Cấu số dòng phù hợp nha. Đây là giấy bảo hành. Và bà con nào có nhu cầu alo nè, 0.8 635 6707. Rất đẹp nha. Rất là chuẩn. Con đấu hôi phù hợp mà xài tha thiên thu luôn. Hàng mới nó khỏe bà con, đối với tất cả các thiết bị điện bà con nên mua hàng mới nha. Tại vì thiết bị đó bà sử dụng thì xài thời gian nó sẽ bị rò rỉ điện với nó không có an toàn cho người xài, nên bà con mua hàng mới chắc ăn hơn. Hay Catte, một thương hiệu nổi tiếng của Italia hay quý đó. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0.8 635 6707. Này hàng mới nha bà con, bảo hành 3 tháng. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè,